bnxfindex -E giới dành cho mọi người xin chào tất cả các bạn tôi ở đây để thông báo cho tất cả các bạn bằng cách viết bài đánh giá để giới thiệu một dự án mới rất độc đáo có tên là bnxfindex -E vì vậy hãy xem video tôi đã tạo bên dưới để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về dự án này và nó sẽ diễn ra như thế nào là cung cấp một đề nghị rất tốt và hấp dẫn cho tất cả mọi người ngay lập tức chúng ta tiếp tục phần thảo luận bên dưới giới thiệu nền tảng bnxfinex là một sàn giao dịch phi tập trung được gọi là ngân hàng bnx là một sàn giao dịch tiền điện tử được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của giao dịch các hoạt động giao dịch được thực hiện theo cách phi tập trung và các nhà giao dịch kiểm soát và quản lý quỹ và tài sản của họ thông qua các khóa truyền của họ theo hệ thống giao dịch này, danh tính của nhà giao dịch được giữ bí mật trong khi dịch vụ trung gian hoàn mật trong khi dịch vụ trung gian hoàn toàn bị bỏ qua. Chúng ta đang dần chuyển sang thời đại công nghệ mà sức mạnh tính toán là nhiên liệu của công nghệ hiện đại. Sức mạnh xử lý của máy tính là cần thiết để thúc đẩy các khía cạnh ngày càng phát triển và ngày càng tăng của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường, Điện toán đám bay và công nghệ blockchain chỉ là một vài trong số đó. Nó đã trở thành một loại hàng hóa khi nhu cầu tiếp tục tăng lên. Ngày nay bạn có thể mua bất cứ thứ gì bằng tiền điện tử, từ sàn giao dịch BNX đang hoạt động cho đến những siêu xe tốt nhất. Tuy nhiên, khi nói đến việc mua sắm tạp hóa hoặc mua một ly cà phê tại quán cà phê yêu thích của bạn, nó sẽ quay trở lại đơn vị tiền tệ cũng tốt. À, bnxfnex là gì bnxfnex là một nền tảng thanh toán thay thế dựa trên nền tảng giao dịch trao đổi tiền điện tử nhanh chóng thuận tiện và an toàn bnx của fnex loại bỏ sự phức tạp chi phí cao và độ trễ thường gặp trong các hệ thống ngày nay và thay thế nó bằng một mạng đơn giản giá cả phải chăng và nhanh chóng sứ mệnh của nền tảng trao đổi tiền điện tử bnx của fnex là mở ra thị trường tiền điện tử cho tất cả mọi người với nhiều sản phẩm và dịch vụ thú vị. Là một công ty đáng tin cậy, chúng tôi đang thúc đẩy việc áp dụng blockchain và cung cấp một cách an toàn và dễ dàng để tham gia vào tương lai của thị trường tài chính. Nền tảng blockchain BNX token đều được thiết kế với một bộ tính năng độc đáo khiến nó trở nên nổi bật đối với người dùng và các nhà giao dịch tiền điện tử, kỹ thuật số, vân vân. BNXFinderFX Fine luôn cố gắng trở thành nhà môi giới giao dịch tốt nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Mục tiêu của Fine rất cụ thể là cung cấp cho bạn trải nghiệm toàn cầu vô giá kết hợp với những hiểu biết độc đáo từ các chuyên gia hàng đầu. Fine.com hứa hẹn sẽ không ngừng đổi mới, tiến bộ và hỗ trợ. Nhóm Fine hiểu rằng danh tiếng là điều quan trọng hàng đầu đối với một công ty khi nói đến môi giới tài chính. Đó là động lực thúc đẩy Finne phát triển một môi trường giao dịch thoải mái nhất cho mọi khách hàng, không phân biệt cá nhân hay tổ chức. Finne mang đến cho nhà đầu tư một nền tảng giao dịch thân thiện và dễ sử dụng với nhiều loại sản phẩm được Finne lập trình trên nhiều thiết bị giúp khách hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Các chuyên gia làm việc với Finne đều am hiểu thị trường, tâm lý khách hàng với sứ mệnh đưa sản phẩm của Finne đến hơn 100 quốc gia trên thế giới trao đổi có một đội ngũ hỗ trợ mạnh mẽ với một lượng lớn khách hàng trên khắp thế giới đến với vine người dùng sẽ được tận hưởng các phương thức thanh toán đơn giản và tiện lợi mang đến môi trường đầu tư cho mọi khách hàng từ người mới bắt đầu giao dịch đầu tư cho đến những người chơi có kinh nghiệm sự ổn định là một lý do khác để đối tác tin tưởng rằng trong quá trình hoạt động và mở rộng vine luôn gắn mình với giá trị khách hàng thị trường giao dịch BNXFINEX, tổng cung để tiết kiệm, 3 triệu, lượng cung còn lại, 2 triệu 586.144, khối còn lại, 13, giá khởi điểm, 1,1, mục tiêu, 3 triệu, BNX chuyển đến khối tiếp theo, 186.144, mã thông báo BNX. Mã thông báo BNX được phát triển dựa trên tiêu chuẩn ERC20 thuộc mạng Ethereum tên mã thông báo, BNX token, ký hiệu, BNX, tổng khối lượng, 12 triệu, mã thông báo BNX sẽ được phân phối cho một người theo dõi. Tiếp thị, 2 triệu, tiết kiệm, 3 triệu, quỹ cộng đồng, 3 triệu, quỹ thành lập, 4 triệu, phần kết luận bnxfinds là một trong những kết quả của sự phát triển công nghệ blockchain mang lại hiệu suất tốt và những ý tưởng tuyệt vời dựa trên một hệ thống trực tiếp mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cởi mở hơn với đầu tư tượng trưng bnx là hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh nhất hoạt động trong khối là một trong những nền tảng đầu tiên được sản xuất công ty muốn nhận ra và giúp các nhà đầu tư quan tâm hơn đến những yếu kém kinh tế mà nhiều người trên thế giới đang phải gánh chịu trong khái niệm hợp tác lẫn nhau như một khoản đầu tư có thể được trao đổi với những người dùng đã đăng ký chuỗi khối